Thời gian gần đây, ngư dân đánh bắt ven bờ tại một số địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng bức xúc trước tình trạng nhiều đội tàu giã cào của các địa phương lân cận tràn vào xâm lấn địa phận, đánh bắt dưới hình thức tận diệt thủy hải sản ven bờ, đồng thời làm hư hỏng ngư lưới cụ của ngư dân trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo bà con ngư dân ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, thời gian gần đây, các tàu đánh bắt hải sản theo hình thức giã cào gần bờ hoạt động ngày càng nhiều. Đa phần các tàu này ở các tỉnh khác đến đây đánh bắt. Cá biệt, có ngày ngư dân ghi nhận từ 300 đến 400 ghe cào đến đây hoạt động, khiến nguồn lợi thủy sản gần bờ của địa phương cạn kiệt. Việc mưu sinh của ngư dân địa phương vì thế rơi vào cảnh khó khăn. Hồi đó bán 1.500.000, còn bây giờ khi 200.000, 300.000 cũng có. Không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản, các ghe cào có công suất lớn còn kéo phăng tất cả mọi thứ trong lúc hành nghề, trong đó có cả lưới rê, dây câu của ngư dân địa phương. Không chỉ ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ bức xúc, mà ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũng đứng ngồi không yên khi nạn giã cào bay đang hoành hành trên vùng biển ven bờ của mình. Giờ đây nhiều chuyến đi biển của ngư dân địa phương phải trở về tay trắng vì tôm cá đã bị ghe giã cào quét sạch. Anh em đi đầu ra rồi mà lưới chài cào hết, không có thể nào anh em để làm được. Mong mà các cơ quan chính quyền, các anh chị giúp đỡ giùm cho ngư dân chúng tôi. Anh em làm không được cái gì hết. Mỗi lần ra rồi chạy vô lại nữa, thấy cũng khổ lắm. Bây giờ là nhờ chính quyền địa phương, nhờ cái giải quyết dùm cho cái dập gò này nó dẹp đi, cho chúng tôi dễ làm ăn, dễ đi lưới đồ đó, cho nó thông thả. Ngư dân đề nghị lực lượng kiểm ngư biên phòng cần tăng cường tuần tra để xử lý các ghe giã cào nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giúp ngư dân đảm bảo cuộc sống. Đội kiểm ngư Lộc An là có 2 phương tiện để tuần tra, tuy nhiên một phương tiện thì đã hết hạn sử dụng, còn một phương tiện thì công suất nhỏ, không thể tuần tra xa bờ. Lực lượng biên phòng thì tỉnh có trang bị cho một phương tiện, tuy nhiên cũng là phương tiện nhỏ, không thể đi ra biển xa được. Do đó thì cái việc tuần tra xử lý rất là hạn chế. Trước bức xúc của bà con ngư dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhiều lần tổ chức khảo sát thực tế nhằm đề xuất biện pháp xử lý triệt để trong thời gian tới.